Đời sống thú vị xin chào các bạn. Tôi rất thích những bài học của thầy Lê Thẩm Dương, nhưng mà nhiều người lại nghĩ rằng là thầy giảng tục quá. Tôi thì lại suy nghĩ khác. Tôi rất thích thầy nói rất thực tế. Nếu chúng ta ghét một cái gì đó, chúng ta sẽ rất khó để biết về cái điều đằng sau cái đó. Giả sử ai đó đang đói, có một người mang cho bạn cái tô thức ăn đó, thì bạn có phàn nàn hay là nghĩ xem là cái tô thức ăn đó, tức là cái tô đó nó xấu hay nó đẹp không? Hay là bạn ghét cái tô và bạn không thèm ăn luôn? Nhưng điều đó rất hại. Nếu như bạn đang đói và bạn không ăn thì rất hại. Tôi thì lại quan niệm khác. Quan trọng trong cái tô nó là cái gì? Ăn có tốt không? Chứ còn cái tô nó xấu hay đẹp không quan trọng bạn ạ. Đang đói ăn rất ngon. Bạn có bao giờ ăn cái tô này đâu? Bạn không bao giờ ăn cái tô cả, mà bạn ăn cái thức ăn trong tô. Vậy thì đừng quan trọng tô đẹp hay xấu. Giả sử một người đang bị đuối nước, hay sao một người nào đó cầm khúc gỗ này lao xuống cho họ, bạn có nghĩ rằng người đó có phân vân không? Khúc gỗ này, khúc gỗ mục mà xấu quá, thôi bỏ qua không thèm bám vào đó. Bạn có nghĩ vậy không? Chắc chắn là không. Lúc đó họ không cần biết là khúc gỗ nó như thế nào, xấu đẹp không quan trọng nữa, họ sẽ bám vào luôn. Nếu bạn ghét thứ gì đó, bạn sẽ không học hỏi được những điều hay, những điều bổ ích từ thứ đó. Có người nói với tôi rằng là chỉ nghe thôi, tức là nghe cái giọng là đã thấy ghét rồi. Vậy thì làm sao bạn nghe được người đó nói cái gì nữa? Giả sử như bạn đến một bác sĩ, bạn ghét người nói ngọng chẳng hạn, không nghe lời bác sĩ nữa sao? Điều chúng ta cần là thông tin đó nó giúp chúng ta điều gì, chứ không phải là cái truyền tải cái thông tin đó. Nếu chúng ta ghét cái truyền tải thông tin đó, chúng ta sẽ không có được thông tin đó, và chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái điều tốt đẹp, những điều có thể giúp ích cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn bình an và hạnh phúc.